420. Seller financed mortgage disclosure laws go into effect when there are more than how many buyer payments to the seller after the down payment that is originally made at the time of closing. A. 1. B. 4. C. 12. D. 24. Correct answer is B. 4. Question. Hỏi 420. Luật tiết lộ tài sản thế chấp do người bán tài trợ có hiệu lực khi có nhiều hơn bao nhiêu khoản thanh toán của người mua cho người bán sau khoản tiền đặt cọc ban đầu được thực hiện tại thời điểm đóng giao dịch. A. 1. B. 4. C. 12. D. 24. Câu trả lời đúng là B. 4.